Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2023. Đây là những cái vật liệu xây dựng mà không nói thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ không biết đâu. Đây hôm nay thì Bùi Hồ muốn thông tin cùng với cô bác quý anh chị. Đây là những vật liệu xây dựng để chuẩn bị khởi công xây nhà cho chị Cẩm Hường là con của ông Tư. Ngày hôm nay cũng hội đủ duyên lành đó, thì chị được mọi người ủng hộ để cho chị xây một cái căn nhà mới. Tí xíu nữa đây thì chị với lại ông Tư sẽ cúng để mà động thổ, và Bùi Hồ sẽ chia sẻ clip này cho cô bác với anh chị biết luôn ha. Cô tôi và con tôi hay tụi tôi để cho con tôi cúng tích lên gạch ở nơi cục đất này. Tôi cha con tôi là các cái nhà đâu đó làm phát đạt sống với ngoài đời xã hội mô về tôm thịt trái cây và uống nước trà và ngủ với cha con tôi. Giúp đỡ cha con tôi về đây để làm ăn này nọ để sống với ngoài đời xã hội. Con cháu tôi nó còn nhỏ tuổi, tôi thì lớn tuổi rồi, chết giờ nào cũng được chứ. Còn con tôi, cháu tôi nó còn quá nhỏ. Đồ cho mạnh khỏe không tôi ha? Đồ cho nó mạnh khỏe, nó làm ăn cho phát đạt này nọ, để sống sang giàu với ngoài đời xã hội, với trong xã hội. Nam mô Phật, Nam mô Phật. Cái này chị Hường có vô cúng luôn không? Có chứ, chủ nhà mà. Ông Tư cúng xong tới chị Hường. Tôi giấy thì giấy của lời tôi, còn con tôi giấy thì lời của con tôi. Đúng rồi. Ơi. Nhưng mà ông Tư là cha thì ông Tư cúng trước, sau đó tới chị Hường. Tôi gọi đấy nghe là tôi chủ rồi. Dạ đúng rồi. Tôi giấy lớn rồi. Nhất thì xin trước, xin cục đất này. Dạ. Tôi giấy rồi, tôi gót cúng rồi đó, rồi con tôi. Dạ. Nó lợi nó gót thêm. Chăm thêm. Rồi nó muốn giấy sao giấy. Dạ. Đó. Hôm nay là buổi cúng, hôm nay có trái cây, bộ tâm xê tâm sơn hộp dịch đó, rồi thịt luộc với lại tôm luộc, gạo muối. Hôm nay về đây thấy con có cái được cái nền nhà mà nay khởi công nữa, đúng là mọi rồi. Mọi sự lành nó đến để cho mấy chú đầu khởi công là nhà đó là cũng im đẹp đâu đó đâu qua đừng cản trở giữa gì tất cả hưởng đi giúp đỡ cho con đôi với tôi với mấy chú và để cất nhà cất cửa này nọ. Ở tới chị Hường ra cúng kìa. Có nhang không? Có. Nhang kìa. Chăm thêm, cúng chăm thêm. Để cho ông Tư chăm đi. Chăm nước đi. Ông Tư chăm rồi. Giờ con rồi. Dạ, dạ. Cái này chơi rượu. Cái này chơi rượu. Cái này chơi nước. Cái này chơi rượu. Lột ra, lột cái nhãn ra để biết. Rồi nó giấy gì nó giấy. Đúng rồi. Đừng đầy quá, tràn quá. Rồi. Đấy đi chị, đóng chen. Có nghĩa là xin cục đất này hả chị? Cho về đây ở định cư làm ăn phát tài gì đó. Mạnh khỏe. Tâm linh là một điều gì đó nó không thể nói được, nhưng mà nó rất là hiện hữu trong cái cuộc sống của mình. Đúng, cuộc đời giờ hồi đó giờ mình
không dám chơi cục đất này. Mình dám chơi cục đất này rồi mình đồng quỹ người ta. Mình xin chỗ tại trước. Xin trước, giống như đến đến nhà thì mình phải hỏi chủ nhà chứ. Mình xin chỗ tại trước rồi nó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái gì uống hết ly sữa không? Thì sáng mấy anh em cũng khẩn trương dọn cái nền nè. Sao không uống hết ly sữa? Hôm nay là động thổ. Trời ơi, sao không phải lên hả? Cái nền này thấy cái mặt bằng đẹp ghê. Có nghĩa là nó không có tốn nhiều đất để mà mình đổ lên á. Thì bằng theo mặt đường luôn rồi. Khiến nền lên bao nhiêu thì mình... Đứng chị, đứng chị. Đứng đứng khấn vai, đúng rồi. Cao bao nhiêu rồi. Cái chỗ này hồi đó giờ rất rông gần cái tháng rất có ngập không để mình coi có biết để anh thầu đúng không gian giá cho mình làm trên cái nền này đó cho suôn sẻ. Người chú cũng góp rượu đồ tám giờ lắm tám giờ cái miếng miếng từ ly đó đi chờ đó. Rượu bên đây. Rượu chai này. Rượu bên dưới giữa thôi, bên này. Rượu bên đây. Mấy bìa đó nè. Ừ, có miếng nước. Ừ. Đó, giữa nước. Anh này là anh thầu. Đúng không? Anh thợ. Anh này là cái nhà này theo mình làm khởi công đến hoàn thành là khoảng bao lâu anh? Một tháng hả? Dạ. Vậy là đúng 8 giờ mình sẽ động thổ ha. Bây giờ ôm cái len chuẩn bị luôn rồi nè. Giờ thấy tâm trạng như thế nào rồi chị? Vui lắm. Ồ bình thường Omigo giờ chuyển sang ôm len rồi. Alo, alo, alo. Nay là phải nói là ngày vui nhất rồi. Vì em nghĩ rằng thì ít có ai được như chị. Vì một cái thời gian nó rất là ngắn luôn. Đón cha về rồi và phước mọi duyên lành đến rồi có ủng hộ được sự ủng hộ thì mua nền. Thời gian ngắn nữa lại đồng hộ các nhà luôn. Phải nói là từ bất ngờ này mà đi qua một bất ngờ khác luôn đó. Dạ. Cộng với lại cây nữa. Chỉ còn hơn tháng nữa thôi thì mình thoát cái cảnh là sống trọ chị Hường hơn. Nhà mơ ước sẽ trở thành hiện thực rồi. Có bao giờ chị ngủ chị đêm qua chị ngủ chị nằm mơ không? Có được ngủ đâu à, nôn lắm. Vậy hả? Ừ. Những đêm trước thì sao? Giờ hầu như từ lúc mà mua đất rồi từ lúc mà biết được sẽ có tiền để cất nhà thì ít lắm, ít được ngủ lắm. Yeah. Mòn mỏi lắm, nằm được chút tại nôn quá. Nôn quá, mừng quá. Từ ngày đó giờ chị có khi nào chị nghĩ rằng là mình sẽ có được cái nhà không? Có nghĩ chứ, nhưng mà không nghĩ là sẽ có mau vậy. Chị nghĩ là khi nào hai đứa nhỏ nó lớn lên, nó học, nó ra trường, nó mừng, nó có nghề nghiệp ổn định thì mới có được cái nhà. Chứ thật sự là chị thì sức khỏe thì ngại yếu, mà mừng thì cũng chỉ đủ sống hàng ngày thôi. Chứ đâu có nghĩ là mình sẽ mần ra, đồng tiền của mình mần ra để mình mua đất, mình cất nhà như vậy. Thì chỉ trông chờ vào hai thằng con. Có nghĩa là chị nghĩ rằng cái tuổi của chị đã không làm dư ra tiền để mà cất nhà để mà nuôi con rồi đúng không? Chỉ còn nhờ vào con mình nó thành tài. Nhờ vào con mình đó. Mọi hy vọng là chị chỉ cầu mong cho hai đứa nhỏ nó học nên người. Rồi nó sau này nó mần có công việc ổn định, nó có thể lo cho gia đình của nó, cất một cái nhà nhỏ nhỏ cho mẹ ở cũng được. Đây này con sống. Hải hồi nhỏ nhỏ nó nói hoài à, mẹ sau này con mần thật là nhiều tiền, con cất cái nhà thiệt là bự để cho ba mẹ con mình ở chung hoài luôn, không có phải ra riêng hay là gì hết. Chứ không phải cái nhà bự để dặn băng gái về hả? Thì đó. Nhưng mà trước khi Hải với Đăng thành nghề á thì cũng trong cái khoảng mà chị nuôi hai đứa ăn học tới tới thành ngày thì cái đó là cái
cái gánh vác của chị rất là nặng luôn á. Nhưng mà từ từ mọi sự lành thì nó đều đến hết mà. Thậm chí là Hải với Đăng nó không có dám rủ bạn về nhà. Đơn giản vì nhà mình không có điều kiện giống như nhà của các bạn học cùng trang lứa hả chị ha? Đúng rồi. Có khi nào nó thỏ thẻ nó nói gì chị không? Có chứ, cũng buồn. Nhiều khi cũng thấy vậy cũng tuổi. Nhưng mà thì nhờ như vậy nó mới có động lực để nó học đó. Chị khuyên từ nhỏ rồi, mẹ thì nghèo, không có đất đai, không có gì hết. Thì mẹ chỉ có cái công sức của mẹ, mẹ bỏ ra mẹ mần, mẹ lo lại cho hai đứa. Thì sau này hai đứa giàu sang phú quý hay là nghèo khổ thì do hai đứa lựa chọn hết. Đó, thành ra vì nó thương mẹ cho nên nó có động lực để nó học. Ngày hôm nay là một cái ngày khá là đặc biệt, không phải đối với ông Tư mà đối với chị Hường, mà niềm vui thì đối với ông Tư nữa. Thì chị Hường chuẩn bị khởi công để cất một cái nhà mới, thì cái cảm giác của ông Tư như thế nào? Cảm giác tôi là quá vui rồi, tôi được hứng khởi là là cha cô con tôi, là ông bà của mấy cháu. Ngày nay được danh dự thế này, tôi cũng cảm ơn trong lớp và nước và các chú, cô bác, gần xa. Ngày trước ông Tư nói là bây giờ con gái mình khổ quá, ở thì ở trọ, nuôi hai đứa con ăn học làm ngày thì cũng không có nhiều tiền. Mà cái gánh nặng ở trọ hôm nay thì nó lại hết rồi. Hết rồi, nó đỡ cho con tôi nhiều mà tôi cũng không còn lo lắng nữa. Con tôi ngày nay được tự do. Đó. Chủ quyền, rất chủ quyền nhà luôn. Mừng dữ không? Không mừng với chợ. Mai mốt chỉ còn hơn tháng nữa thì mình sẽ đem xuồng ghe về đây ở luôn. Đúng. Cũng cặp mé sông kìa. Thì ghe mình để ở dưới mé sông, còn có nhà cửa ổn định, đâu có còn cái kiểu là tới tháng là phải đóng tiền trọ hay không Tư hơn. Đúng rồi, mình tự do rồi. Còn thì lo lắng cho ai nữa, chỉ lo bản thân mình thôi. Để thôi tới tháng đóng tiền trọ, ông ngoại không phụ vô thì sao? Ông ngoại có tiền đâu phụ. Ông ngoại đâu làm gì ra tiền đúng không? Hả? Đâu có gì đâu phụ, chỉ con gái phụng dưỡng thôi. Ông ngoại chỉ bò lên bò xuống thôi chứ. Chứ có làm gì ra tiền mà để phụ. Dạ. Coi chừng con lo lại cho ông ngoại nữa chứ. Dạ. Dạ, vì cũng mừng ha. Mọi người đều vui hết mà. Đó. Dạ. Ở cái nhà này là xây mấy phòng anh? Hai phòng ha. Một phòng khách. Dạ. Một phòng khách, hai phòng ngủ và một cái bếp. À, cái phòng ngủ nó dài không anh Thờ? Hả? Cái phòng ngủ diện tích nhiêu ha? Chưa mét vô chắc còn 3 mét. Dạ, phòng ngủ ha. Dạ. Mình cắt cái nhà này tổng thể là bao nhiêu ta? Tổng thể xây về diện tích sàn chung á. Chiều dài của nhà. Nhà mười mấy, tôi nói mười bốn, mười ba, mười sáu mét. Mười sáu mét hả? Là kể luôn nhà vệ sinh á. Sửa nó đi rồi ha, luôn. Là hai phòng khách, là mỗi phòng ba mét quá. Hai phòng khách, một, ủa hai phòng ngủ, một phòng khách. Một phòng khách. Dạ. Hành lang, cái nhà sau, vệ sinh á. Là xây 16 mét, chừa mặt đường vô đây đúng không? Chừa mặt đường vô đây là mấy mét? Ba mét ha. Ngôi nhà cách mặt đường 3 mét. Ờ, phòng khách nhiêu anh? 4 mét hả? 4 mét. À, thông tin cho cô bác gõ để dễ hình dung về cái ngôi nhà của chị Hường. Từ mặt đường vô đây thì 3 mét nè. Phòng khách thì 4 mét, 2 phòng ngủ với lại một cái nhà vệ sinh. Ồ, nhìn nghe cũng êm ha. Chị Hương một phòng, hai đứa... Đâu, Đăng nó chia là Hải một phòng, rồi con với mẹ một phòng. Đăng chia hả? Ừ. Hải một phòng. Hải hơn phòng, nó là hai lớn rồi, anh hai một phòng. Con với mẹ một phòng, nó cũng có đứa mẹ. Còn Đăng sao? Ô, Hải cứ vợ hay sao? Chắc gì nữa trời. Hải ơi! À, vậy là cũng cho cô bác quý anh chị hiểu rõ thêm về cái... bố cục ngôi nhà của chị Hường hơn, là sẽ cách mặt đường 3 mét nè, để sau này người ta có nông đường ra thì còn dễ hay gì ha. Ừ, đúng rồi, sau này nếu có nông lộ ra với lại nó sẽ dễ ngủ hơn, nó sẽ im ấm hơn.
Còn nhà vệ sinh mình xây ở trên bờ luôn đúng không? Tới đâu mình xây tới đó. À. Bây giờ mình phải tống mái ly đằng bên kia qua tấm chuông nè.